Cảm ơn Cường Linh. Quá giỏi. Bạn sẽ làm cách nào để cho một buổi hẹn nó lãng mạn? Thì đi cà phê tâm sự. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. À, chúng ta giới thiệu về mình. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Văn Tám, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cầu đường. Em đến từ Quảng Trị. Em làm ở đâu? Dạ em ở quận Bình Thạnh, nhưng em làm ở quận 1. Ở với ai? Dạ ở với đứa em trai ở dưới này. Em trai. Em bên chú. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. À dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thủy, em năm nay 25 tuổi và em đến từ Huế. Công việc hiện tại của em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, Huế ở Mô. Dạ, Huế em ở gần Vị Dạ. Chủ cầu Trần Tiền đúng không Tường? Không, xuống 1 tỷ nữa. Một người ở Quảng Trị, một người ở Huế thì nó cũng gần nhau ha. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi bạn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một vài mối tình rồi. Dạ nhất cũng tầm 3 năm á. Xưa thì còn trẻ yêu cũng gọi là tình yêu về thôi chứ cũng sâu đậm, chẳng có sâu đậm gì. Trời ơi, 3 năm mà chưa có sâu đậm gì hết. Rồi vì sao chia tay? Gia đình này kia không hợp tuổi thì... Ai nó không hợp tuổi? Bên bạn gái nó không hợp tuổi thôi. À bên bạn gái đó hả? Dạ. Rồi bạn gái chia tay. Dạ. Rồi mình buông luôn. Thì chia tay cho hai bên. Bạn làm công tác cầu đường hả? Dạ em kỹ sư nhưng mà chuyên thiết kế về hạ tầng giao thông, có nghĩa là cái phần gì đấy, đất đường xã cầu cổng gì em làm. Thế vậy thì bạn đi suốt luôn vậy đó hả? Không, em ở ngồi ở văn phòng, em không ở nhà văn phòng thôi. Dạ lâu rồi. Lâu mình có đi một đôi bữa. Bạn gái mình thì sao? Dạ em có một mối tình thời sinh viên ạ, quen cũng được 4 năm ạ. 4 năm? Dạ vâng. À, vì đang chia tay. Dạ tại vì trong cuộc sống thì có những cảm dỗ mà bạn trai không có bản lĩnh của người đàn ông, với lại rồi em yêu xa nữa. Anh đã ở đâu mà xa? Dạ hồi trước thì em học ở Huế, còn anh đã ở trong này ạ. Rồi bạn trai, bạn có ưu khuyết điểm gì? Em là một con người của gia đình, có nghĩa mọi việc trong gia đình em đều làm được. Về khuyết điểm? Khuyết điểm thì có vẻ trái xây dựng nên ít có cái tính lãng mạn. Bạn gái có phải tiếp người lãng mạn không? Hay là... Dạ cũng rất là lãng mạn ạ. Huế mà ha? Dạ đúng rồi. Bực chị thích Huế lãng mạn. Huế mong, Huế mơ. Lãng mạn thì mình sẽ tạo ra cách lãng mạn theo bạn gái thôi. Thí dụ bây giờ hẹn một buổi đầu tiên, bạn sẽ làm cách nào để cho một buổi hẹn nó lãng mạn? Mời đi xem phim hoặc là mời đi uống cà phê. Cũng đâu có gì lãng mạn. Thường thôi hả em? Như vậy đối với em quá lãng mạn rồi. Vậy đó hả? Có mình nghĩ ra cái gì lãng mạn hơn được không? Có thể... thì đi cà phê tâm sự những cái quán nào đó hơi đẹp đẹp một xí, nhìn ra ví dụ bờ biển hoặc bờ sóng gì đấy. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào này? Biết chăm sóc gia đình, biết động viên sự thể. Có điểm gì mà không thích ở người bạn trai? Kiểu quá lăng nhăng, phải có chính kiến của bản thân mình. Bạn trai mình có chính kiến không bạn trai? Có chứ, em rất quyết đoán trong công việc đó. Mình có lăng nhăng không? Lăng nhăng thì có ai yêu đâu mà lăng nhăng chị. Nếu mà có người yêu thì cũng lăng nhăng đúng không? Không không, thì tính cách nghiêm, không có tính nhận lăng nhăng. Có lăng không? Lăng thì vẫn có, nhăng thì không. Rồi vậy bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần tính tình hiền, biết là kính trên nhường dưới. Về chiều cao, cân nặng, nước da. Chiều cao bất kể cái da gì cũng được. Không có đòi hỏi về ngoài hình làm về tính cách thì mình có người đặt có hiểu. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em? Da giống anh Cường Linh ạ. Cảm ơn Cường Linh. Quá giống. Giống không em? Giống. Giống hả? Trời tự tin dữ. Về tính cách á, cách mà chăm sóc gia đình của anh Linh á. À, phải theo anh Linh học một khóa nữa mới được. Để chị qua chị coi. Rồi chào chị. Chào bạn. Bây giờ người bạn gái này, cô này cổ lãng mạn dữ lắm. Lãng mạn nữa. Mà em nói mong chuyện sao nó cục cục quá à. Nói chuyện nó phải dài, nó phải nó tình cảm một chút. Em thì ý này không được lãng mạn cho lắm. Thì mình phải cố gắng muốn lấy vợ dạ, thôi. Dạ, em phải cố gắng. Cố gắng lên nha. Dạ. Bây giờ em hỏi cô gái bên kia coi, ở Huế là ở đâu rồi, hai người nói chuyện nhau coi có quen biết gì trước không, thử hỏi đi. Thì ở chỗ nào ở Huế em? Dạ lúc này em còn ở Vị Dạ. Vị Dạ. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá mà đò từ Vị Dạ thẳng ngã Ba Sình đấy. Tiếp đi. Em chẳng biết nói. Chẳng biết nói gì luôn hả? Dạ. Biết hát không? Hát. Em đọc một bài thơ được. Thôi được. Trời ơi. Thôi, thôi, có giấy được. Hôm qua có chuẩn bị một cái bài thơ của là tác giả Nguyễn Linh Giang. Em hãy về quê anh nghe em,
Mẹ sẽ đón em bằng nụ cười rạng rỡ. Con đường rẽ vui chào mừng cô dâu mới. Xóm làng mỉm cười thêm được một công dân. Em hãy về quê anh nghe em. Em hãy về quê anh nghe em. Được thôi. Sao em? Mặc dù đây là một bài thơ không phải của anh ấy sáng tác, anh mượn lời, nhưng mà rất là có ý nghĩa. Chứ cũng em đưa tờ giấy ra cho anh. Đây anh. Gửi qua anh kia cho người ta cất làm kỷ niệm. Em chữ của em hay nhờ ai biết? Chị Ban viết. Bạn viết luôn, trời ơi. Chứ không phải chữ của anh luôn hả? Không, trời bạn viết thơ người khác gửi em. Vậy là kỷ niệm cái gì? Ai biết. Anh nghe anh nói như vậy, em đoán hình ảnh như thế nào? Chắc cũng hơi gầy gầy. Hơi gầy gầy, ổng gầy lắm, ổng gầy lắm. À, rồi sao nữa? Rất là chân chất. Đúng rồi, chân chất, có chân chất. Chắc tóc không có bị hỏi. Nhưng sao nghe cái giọng mình đó người ta không bị hói hay vậy? Tại em nghĩ chắc dân công trình thì đồi nọn nhiều, tóc nó không bị rụng. Suy luận hay ha. Một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương đấy. Có đi với ai? Có... có em trai. Ui, em trai hồi nãy đó, đâu rồi? Có bạn bè rồi anh em. Bà con rất nhiều vậy kia. Rất nhiều đúng không? Dạ. Người nào viết thơ cho em đâu? Người áo sọc, sọc. Rồi mời áo sọc luôn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin dạ. Chào các anh chị trong trường quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Khanh, là em họ của anh Nguyễn Văn Tám. Hôm nay cùng đi với tôi thì rất đông anh chị em trong dòng họ. Cũng mong rằng qua chương trình này thì anh Nguyễn Văn Tám của chúng tôi sẽ lấy được vợ. Em gái rất là xinh xắn, dịu dàng, Huế. Có lẽ là hợp với tính cách của anh Tám. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em gái mình có đi với ai không? Dạ, em đi với anh Hai, với hai người bạn thân của em ạ. Anh Hai hả? Dạ, vâng ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị và các bạn trong trường quay. Em này thì có thể em đứng dậy cho anh coi một xíu được không ạ? Sao em? Có nghe. Bạn này thì anh cũng thấy là cũng cao ráo. Anh cũng muốn là hai bạn thì sẽ tìm hiểu nhau để mà nó tiến tới tốt hơn. Mời bạn thân, Thủy cũng muốn nghe ý kiến của bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thì em là bạn thân của Thủy. Một cái buổi tỏ tình thì anh có làm được không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức thôi, biết làm sao nữa. Em không thích cái từ cố gắng. Cố gắng là nói là kiểu là cố gắng làm thì làm được thì được thôi. Tôi cố gắng hết rồi. Bây giờ người ta muốn một cái buổi tỏ tình lãng mạn, em làm được hay không? Rồi, yes or no? Em sẽ làm được chị Cát Tường. Anh hứa anh sẽ làm được, nói với người này nè. Một buổi lãng mạn để tỏ tình bạn gái bên kia, em sẽ làm được. Bạn gái bên kia tên gì anh? Tên Thuy. May quá. May quá. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ lên. Dạ. Quyết tâm là được. Cảm ơn lên. Dạ, đồng ý. Chúc thành công nha. Dạ. Cảm ơn lên. Nào. Nhân buổi đầu gặp thì anh gặp bộ hoa tặng em. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Nhưng em nói trước. Chuyện tình yêu đàn ông nói trước. Nói đi. Nhưng nói gì? Hả? Nói gì? Nói cái gì? Nói cái gì? Nói cái gì? Muốn nói gì nói. Em cảm nhận cái người kế bên như thế nào? Đối diện như thế nào? Trước tiên, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy rất xinh. Cảm ơn anh ạ. Thì anh nghĩ chương trình bàn muốn anh ho tạo cho mình một cái duyên để gặp gỡ đây. Thì anh hy vọng chưa, anh em mình không hy vọng gì hết. Cái đó Phan nói chưa có làm gì, chưa có cơ hội, mình tự tạo cơ hội cho mình nha. Dạ. Nào, mình suy nghĩ thế nào về người đối diện, mình nói hết những cái suy nghĩ mình ra. Nào, nói đi, răng rắn mố nói đi. Có 2 phút đó, răng tới mai luôn á. Em thấy người đối diện thế nào? Thì người đối diện có vẻ rất xích. Thích không? Em rất thích. Phải nói là anh rất thích em, khi gặp mặt mình nói thoải mái. Đúng mạnh mẽ lên. Dạ. Theo anh thì trong một mối quan hệ mà giữa hai người á thì sẽ chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Nhưng mà nếu như anh thì anh sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? À, anh hiểu rồi, để anh trả lời. Ví dụ trong một mối quan hệ hai người xích mích thì anh cũng nhường nhịn thôi, chứ mình cũng chẳng cần gì mà ấy cho mình. Chẳng vì anh tính anh rất dễ, không bao giờ gây xích mích ai. Dạ, nhưng anh làm người bằng nữ dần thì sao ạ? Cái trường hợp đó là anh thực sự anh chưa gặp trường hợp. Ví dụ gặp thì sao? Ví dụ nếu gặp thì phải dỗ họ chứ biết sao anh. Dỗ sao? Dỗ tới dẫn họ đi ăn uống cà phê hay nói chuyện rồi dần dần rồi họ sẽ hết thôi. Cho em hỏi một câu hỏi nữa được không? Rồi ạ? em cứ nói. Theo anh thì trong tình yêu thì người đàn ông hay là người phụ nữ nên chủ động? Cái đó chắc chắn là sẽ là người đàn ông. Anh có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Lên đây rồi anh uống nước việt nói gì.
Em hãy mời một lời mời cô gái về quê mình chơi đi. Lúc nào mà rảnh có điều kiện thì mời em về Quảng Trị ăn chơi. Nhà để em hỏi mẹ em đi ạ. Để em gọi em hỏi luôn chứ. Tỏ tình với bạn gái thì còn lãng mạn coi, thử nãy xem. Em hứa rồi đó. Nào. Em làm được. Thử xem. Tất cả mọi người đang ủng hộ bạn đấy, đang chờ bạn đấy. Anh nhìn tôi chi, nhìn cổ kia. Anh bay em. Anh bay em nữa hả? Em suy nghĩ trái tim em nó mách bảo cái gì em nói điều đó. Rồi thì buổi đầu gặp gỡ thì anh thấy thì trước tiên là anh cũng thích rồi. Thì anh muốn em cho anh một cơ hội để... Nhìn trời ơi, em đây nè. Em đây nè. Nè, thí dụ nè, em nắm tay. Nè, ta nhìn thẳng vô mắt nhau nè. Em, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm giác trái tim anh nó sao động làm sao ấy. Và hy vọng rằng anh sẽ đem lại sự lãng mạn, đem lại tình yêu cho em. I love you. Ok. Đấy, ngồi người thật lớn thôi, anh chị làm. Làm đi. Thí dụ vậy. Thử lãng mạn. Hết giờ là trễ đó nha. Rồi, nói. Sao? Nhìn bên kia chứ. Nói đi. Nói. Là nói hôm nay mình gặp ở đây cũng có một cái duyên rồi. Anh hy vọng là em cho anh một cái hội để... Thôi, chưa là được em à. Thôi ơi, gồng rồi. Gồng cứng hết trơn. Ủa rồi rồi hả? Thôi, chưa làm được. Đừng có già thôi. Tôi biết rằng trong trái tim của anh ấy cũng rất là ướt át đấy. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ cảm nhận để suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Ấn nút hay không là tùy thuộc vào hai bạn. Chúng ta đừng lên đây bấm nút để đi uống cà phê, bấm nút để làm vừa lòng một số người. Bấm nút hay không, điều đó hết sức là thiêng liêng. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Của em. Em cứ cầm. Lý do tại sao em gái? Dạ tại vì lúc đầu em nói là em cần một bạn trai là phải cương quyết và lãng mạn nữa. Mà có lẽ là em anh định đây là có một cái duyên. Nhưng mà cái nợ sau đó là nợ bạn bè. Rồi em sao? Nhát quá, bạn trai ơi. Đôi khi cái nhút nhát đó nó cũng là một cái bất lợi cho mình. Thôi, mình không bấm nút thì ở dưới khán giả có hàng triệu người sẽ bấm nút cho anh, bấm nút cho bạn gái. Gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc của mình. Dạ. Nào. Người gái em á, quan tâm nhưng mà đôi khi người ta giận hơi vui thì mình không có sự vũ về cho lắm. Em nói mắt lắm, dễ khóc á. Hơi người ngang bướng thế à. Hy vọng là lên chương trình sẽ có một người đó sẽ kiềm chế được sự ngang bướng của em hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Hạ màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bây giờ bạn nữ giới thiệu về mình đi em. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào ông Mai Quyền Linh và chị Mối Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Hồng Nhung. Năm nay em 24 tuổi. Em hiện làm một số công việc bán thời gian tại vì em còn đi học đại học luật chị. Đang học luật. À, quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình Dương chị. Dạ em học ở Bình Dương luôn. Học ở Bình Dương luôn. Dạ. Là hôm nay lên tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Nguyễn Văn Thành, năm nay 28 tuổi. Hiện tại đang công tác và làm việc văn phòng tại Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ cụ thể là em làm bên mảng chứng từ của văn phòng. À, giấy tờ chứng từ này kia. Dạ, đúng ạ. Cả hai cùng làm việc tại Bình Dương thì cũng tương đối phù hợp trong việc hẹn hò rồi ha. Dạ. Mình giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em có thể nấu ăn, nấu được nhiều món ăn. Còn khuyết điểm của em là em mau nước mắt lắm, dễ khóc á. Bạn trai, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của em cũng là một người biết nấu ăn chị ơi. Tiếp mẫu của người gia đình đó. Trong cuộc sống thì em luôn là một người ra hoạch định những chiến lược. Nên như vậy là mình sẽ làm theo chiến lược đó. Còn khuyết điểm là gì? À, khuyết điểm của em thì cũng có một số khuyết điểm là nói hơi nhanh, hơi nhiều, hơi khó tính một tí, hơi một người ngang bướng một tí. Hy vọng là lên chương trình sẽ có một người nào đó sẽ kiềm chế được cái sự ngang bướng của em hơn. Còn bạn gái?
Bây giờ khi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 2019 đó chị. Là lúc đó mình học xong ra trường rồi đó phải không? Học xong ra trường có việc làm rồi chị. Dạ. 2019 em thấy sao em trai? Dạ em cũng dự định vậy như vậy đó chị ơi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Đúng ra chính thức thì 2 mối tình. Lúc đầu mình đi thi đại học Đà Lạt á thì nói chung là cũng có cảm xúc với nhau, mà mỗi người đăng ký 2 nơi địa điểm thi nên cuối cùng là cũng có quan có liên hệ qua lại, nhưng mà rồi cũng là khoảng cách địa lý. Có một tình thứ hai nữa là người ta ở bên nước ngoài. Người con gái của em á, em quan tâm nhưng mà đôi khi người ta giận hơn một vơi thì mình không có sự vũ về cho lắm. Em quên hết mấy mối tình cũ chưa em? Dạ rồi chị ơi, quên hết rồi mấy em mới lên chương trình này chứ chị. Vậy thì qua những cái câu chuyện như vậy chúng ta sẽ có sự chăm sóc kỹ càng hơn ha. Yeah. Nhưng mà vấn đề là khoảng cách về địa lý đó. Yeah. Nó vẫn còn là một khoảng cách mà mình chưa giải quyết được. Yeah. Mình thử hỏi bạn gái bên kia là như thế nào, hai bên hỏi với nhau đi. Ủa em ơi, em học tại Bình Dương thì quê em ở đâu ạ? Dạ em quê ở Bình Dương luôn anh ơi. Em ở chỗ nào Bình Dương em? Ở Hữu Dầu Một á anh, trạm thu phí số giữa. Tôi cũng gần chỗ em làm lắm, ra đó khoảng 15 phút ạ. Vậy là không còn ngăn cách địa lý nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thoải mái. Bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cái tính không có gia trưởng, điềm đạm xíu, nói thì cũng có, đừng có nhiều quá. Nãy giờ thấy bển là nói vậy là nhiều hay ít hay vừa? Dạ được rồi chị. Được đó hả? Trời ơi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai là nhậu nhiều, hút thuốc chị. Em ơi em có nhậu hút thuốc không em? Có hút thuốc nhưng mà giờ em cũng bỏ rồi chị ơi. Còn nhậu thì nói chung là đi với đồng nghiệp công ty đó, nhậu khi nào nhậu thì em cũng lắng là về phòng ngủ à, chứ không có ngủ ngoài ạ. Vậy là tốt rồi. Gì nữa không em? Về ngoại hình em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ bạn trai đừng có bụng bự quá với lại đầu hói chị. Dạ em không hói chị ơi, mà bụng xẹp lép à. Được rồi ha. Bên kia có tiêu chuẩn gì muốn tìm bạn gái như thế nào không em? Hy vọng là người con gái của em á, người ta có ý chí tiến thủ trong cuộc sống vậy chị. Cái thứ hai nữa là em thích những người con gái truyền thống vậy ơi. Thì những con người nó sẽ thi cho chị ạ. Thì nói nhanh dữ vậy. Thì em có nãy em có ưu điểm là nói quá luôn vậy. Dạ. Gọi nó nhanh lắm rồi chị. Nhanh lắm. Chắc em phải kiềm chế lại. Về ngoại hình thì sao? Em có đặt ra tiêu chí gì không? 1m56 đến 1m6 được rồi. Thì thứ hai là mi nhon tí. Bây giờ lấy nhau về là ở đâu? Hiện tại thì bạn ấy đang học thì em có thể chờ được. Thì em nghĩ là chắc cũng phải ở trong này, gắn bó công tác công việc này chứ không về quê. Vậy là lập nghiệp ở Bình Dương luôn dạ, ha. Đúng rồi. Chắc em dự định mua nhà ở đất ở Bình Dương để làm không chị? Trời, cỡ mấy năm nữa thì mình sẽ mua được đất, mua nhà được? Chỉ cần 2 năm nữa chị ơi. 2 năm nữa, là lúc đó cổ cũng học ra trường là tới tiến tới luôn ha. Dạ. Rồi. Được, có kế hoạch gì là tốt. Anh sẽ qua chào gái xem thế nào. Em chào. Chào gái. Em cần gì ở người chồng tương lai của em? Biết quan tâm lo lắng cho gia đình, không có mê chơi. Em có vẻ hiền nha. Nếu anh bên đây anh nói nhiều chút xíu bổ sung cho mình cũng đâu có sao đâu. Đúng không? Cái anh bên này anh suy nghĩ cũng gọi là chín chắn đấy. Anh tin rằng tụi em cũng sẽ hợp với nhau đấy. Nha. Thôi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân thôi. Rồi mình cho hai bên gặp mặt. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em chị. Chào Huyền Linh và Cát Tường. Dạ. Với tất cả khán giả trong trường quay, hai bên tâm sự nhau á, thì thấy em trai này thấy cũng có vẻ biết lo làm ăn. Dạ. Để mà tiến tới hôn nhân thì cho thời gian hai đứa nó có cơ hội đi nó tìm hiểu thêm. Cô có yêu cầu gì cũng rể tương lai không? Muốn làm sao mà cho thằng rể nó về cái thứ nhất là nó đừng lăng nhăng. Rồi sống mà mới biết lo thương yêu nhau, sống tới già tới chết là điều đó là cha mẹ mừng rồi. Dạ thì con tới đây cũng chương trình con cũng xác định rồi thì các em cố gắng mô lập gia đình. Thế tại là tuổi tác năm nay con cũng 28 tuổi rồi, con hy vọng là sẽ cùng cô ấy bước đi đến cuộc đời còn lại ạ. À. Nói vậy là cũng cảm ơn phần nào rồi, nhưng mà để tìm hiểu thêm á các Tường, Huyền Linh. Dạ. Dạ rồi cảm ơn bác ạ. Rồi em đi với ai trai? Dạ em đi với anh trai và em trai ạ. Anh ruột đó hả? Dạ anh ruột đó. Xin kính chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường và cùng những người chơi ở đây. Cô gái Hồng Nhung này là chung tình mi nhon thì có, dễ thương. Còn những cái mà những tính tình thì hai người tìm hiểu nhau một thời gian mới biết được. Nhận xét về anh em Nguyễn Văn Thành á, là tính tình nói chung là nói được làm được, nhưng mà biết lo cho gia đình. Tính xấu là hồi trước có thuốc nhưng bây giờ hút ít lại rồi, thì có khả năng sau này sẽ bỏ. Có khả năng sau này sẽ bỏ. Rồi, cảm ơn em. Cái câu hay nhất là nói được và làm được. Đàn ông phải có bản lĩnh như vậy ha. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt. Chúng ta có 2 phút trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Anh có món quà tặng em, gửi gắm tình cảm em. Anh nghĩ rằng Thành nên hát một bài nào đó để tặng cô gái với Thành.
Dạ thế thôi, cũng tới chương trình thì mặc dù hát không hay nhưng mà em sẽ cố gắng gửi đến bạn gái cùng với toàn thể quý vị khán giả môn trường quay một bài hát ạ. Hãy nhìn thẳng vào mặt bạn gái hát nha. Dạ. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình dần và người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Hát thì mặc dù lên xuống thất thường nhưng mà bài hát thì rất là có ý nghĩa. Mà sao hát mà nhìn đâu không vậy, em không nhìn thẳng vô mắt cổ. Cô nhìn thẳng quá là bạn Thành hơi ngại đúng không? Nghe được. Nhưng hát đáp lại đi. Dạ tại em hát không có hay á. Kệ nó. Em hát bài nào không nít được không? Được. Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phương rung nắng ngoài sân, cành mềm mềm gió ru im, bông mau bay bất qua màu xanh, đàn nhẹ nhàng hát vang vang, hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sáo diều giật giờ, hè về gieo ánh tơ bâng khuâng, mây trắng đùa đàn chim cánh đó trời vân vân mây trắng. Cặp này về hát với nhau là vui nhà vui cửa rồi. Cặp này về hát chắc ba mẹ nhà vui lắm á. Để giờ một hát hay, hai hát vui, cái nào cũng vui rồi, vui rồi. Rồi bắt đầu đây có hai phút trò chuyện về tình yêu. Thì hiện tại em đang học gì ở Đại học Bình Dương? Dạ em học đại học luật á. Học luật mà hiền quá. Ít nói sao cãi. Thôi cái này chắc bị em đi, em ven cho chị. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Thì em cảm nhận anh như thế nào? Tưởng tượng khác với lại lúc mở màn. Thế hả? Em tưởng tượng sao? Em thấy ảnh nói nhiều vậy chắc khác lắm. Là phải ốm với lại cao vậy đó. Thì anh cũng ốm cao mà. Không ốm nữa không? Dạ coi không vậy. Khi mà đám cưới xong mình sẽ làm gì? Thì tất nhiên là em có công việc ở dưới đó, sẽ với nhà, điều kiện ở đó, gia đình ở đó thì sẽ tốt hơn so với anh. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà quen nhau thì anh sẽ cố tạo điều kiện ở đó cho em có thể xin một công việc nào đó tại gần gần chỗ nơi mình ở thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Rồi, một câu gì cuối cùng đi bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, anh cũng hiền, cũng nói cũng hiền. Không, cái gì là cái ưu điểm em, cái nhược điểm em. Dạ. Bạn cảm nhận về bạn gái như thế nào? Thì đầu tiên thấy bạn gái cũng dễ thương, nhưng mà bạn hơi hiền quá. Chắc em nghĩ là cũng biết chung thủy, hay là cũng biết cũng quan tâm lo lắng cho gia đình. Tốt đó, cô gái bên kia rất là hiền. Cũng may mắn mình mới gặp cô ấy đấy. Làm sao để thuyết phục cô ấy nhấn nút mới là điều quan trọng. Yeah. Nhấn hay không một hồi mới biết. Trước khi nhấn nút, em muốn nói gì với mẹ của Nhung không? Nếu mà con đến của Nhung thì con cố gắng là hy vọng là bác tạo điều kiện cho con với Nhung gặp nhau, và con hứa sẽ là người chăm lo cho cô ấy suốt cuộc đời ạ. Mong rằng con nói được con làm được. Bác chỉ có hai đứa con thôi. Ba nó mất nay 14 năm rồi. Anh ấy làm công an ở tỉnh Bình Dương. Còn riêng nói học lực thì hai đứa mà đi tới hôn nhân á, thì mong sao mà con với nó đi suốt cái khoảng đời già luôn. Dạ, cảm ơn ạ. Nhớ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định bấm nút hay không là ở các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Em có bấm mà nút không vô. Em có bấm mà nút không vô hả? Có bấm. Rồi kiểm tra lại nha. Dạ. Thì, cái này hai bạn đứng đây đi. Nắm tay nhau đi. Cái gì khoanh tay chưa chị? À, nói với em. Em phải làm bạn gái anh nha. Dạ. Dễ thương. Một câu. Dạ. Rất dạ. Nhẹ, anh rất chị, ngọt, em có muốn rất quà tình tặng cảm. Anh chị. Cô gái này rất nhỏ nhẹ, nói cái gì cũng từ tốn chậm rãi. Dạ em gửi cái này cái gì vậy em? Dạ em yêu thích anh chị từ lâu rồi, em muốn lên chương trình em gửi tặng anh chị. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Kỳ quá. Đây cảm là chiếc vé xem phim từ cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.
gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, và đây viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn. Và đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton, tổng giá trị 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Thành ơi, dạ, hãy chăm sóc cô gái thật kỹ nha. Cô gái rất là hiền. Chúc hai bạn thật chào sớm gửi thiệp chúng tôi. Dạ, nào, mời hai bạn. Mời hai. Mai mối. Hello, chào em trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Ồ, nãy giờ mình đợi lâu không nè? Dạ, cũng lâu rồi chị. Đợi lâu, bây giờ chị sẽ ra ngoài và đưa bạn gái mình vào rồi mình bắt đầu câu chuyện nha. Dạ, dạ. Rồi, đây, ngồi vô ghế đi bạn ơi. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi. Xin chào hai bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình nha. Mời em trai giới thiệu trước nè. Chào chị Cát Tường, chào người bạn bên kia. Và chào toàn quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Xuân Vũ, sinh năm 1985, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì đang sinh sống tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Em đang làm công việc gì? Dạ, trước kia thì em làm kế toán 2 năm. Mà sau đó em thấy bên kinh doanh nó có thu nhập với tự do hơn thì em đang bán quần áo. À, mình kinh doanh cho người ta hay là mình kinh doanh cho mình? Dạ, em tự bán cho em. Tự bán, mình bán có shop, có tiệm hay bán trên mạng? Dạ, em bán ở ngoài chợ chị. Bán ở ngoài chợ? Ồ, dạ. Giỏi dữ vậy. Dạ, thuê ngoài chợ bán. Trực tiếp mình tự bán luôn? Dạ. Vậy là cũng phải là nhanh miệng mồm dữ lắm, phải rao mời bán đồ dữ lắm phải không? Dạ, cũng có sơ sơ. Đầu ví dụ giờ sáng sớm em thấy là khách ta đang đi qua đi lại nè, giờ em mời khách mua đồ em mời sao nè? Dạ chị, em mời chị là dễ thương mua giùm em mấy bộ đồ. Trời ơi, sáng sớm mà ông mời kiểu đó sao ta mua? Mời phải sốt sắn lên chứ. Chúc em mùa mai bán đắt nha. Dạ. Vậy là mình kinh doanh 2 năm nay rồi phải không? Dạ, cũng 4 năm. 4-5 năm rồi, à làm kế toán 2 năm rồi mình bỏ ra mình kinh doanh quần áo này là 4-5 năm. Dạ. Dạ, thu nhập ổn định không em? Đỡ không? Làm ăn đỡ không? Dạ, nói chung là nó cũng ổn định. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào bạn Nam bên kia, chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Thoa. Em sinh năm 1984. Em đang công tác tại khoa sơ sinh Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. À, 84, bên đây 85. Rồi, là bên đây nhỏ, bên đây 1 tuổi. Sao em, bạn gái mình lớn hơn mình 1 tuổi, dạ, em thấy cái sao? Đó thì lớn hơn thì cũng không quan trọng gì, mà quan trọng là tính cách mình hợp nhau là được. Chị nghĩ cái đó không quan trọng, mà giờ quan trọng là bây giờ nè. Một người ở Bà Rịa Vũng Tàu, người ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Giờ nếu yêu nhau thì hẹn hò rồi sao, mình như thế nào đây, em định sao? Thì cũng như là cứ cuối tuần đó em lên thành phố. Cuối tuần lên thành phố là ai bán áo quần áo? Dạ em cũng lên em lấy hàng mà chị. À, lấy hàng sẵn tranh thủ thăm bạn gái luôn. Dạ. Một tuần em đi lấy hàng một lần hả? Dạ thường thường thì 2 tuần, nhưng mà có bạn gái thì 1 tuần đi cũng được. Hay, đó, chịu là vậy đó. Lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là có tình, có tâm. Thế còn em, cụ thể công việc của em là như thế nào? Dạ, công việc của em thì em sẽ phải đi trực một tuần thì thường em phải trực 2 đêm. Nhưng mà cụ thể công việc của em là làm gì? Dạ, em chăm sóc mấy bé sơ sinh, những bé mà sinh nó có vấn đề về sức khỏe chưa có thể theo mẹ được. À, là em chăm sóc trẻ sơ sinh. Dạ. Y như con gái thì hồi xưa lúc sinh ra là nó phải nằm trong lồng kính, nó bị gì hô hấp á. Dạ đúng rồi. Là em chăm sóc những bé dạ, như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ừ, vất vả lắm không em, cực lắm không? Dạ, công việc của em thì cực và nhiều áp lực. Ừ, quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Củ Chi. Quê Củ Chi. Dạ, hiện tại thì em đang làm và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nói lớn xíu cho bạn trai nghe nha, em nghe được không? Dạ, nghe được chị. Nghe được. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thật thà, chăm chỉ trong công việc. Dạ, em thích nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em rất là sợ đám đông, rụt rè. Hơi nhát phải không? Dạ. Bởi vậy mới cần nhờ tới dì Tường đúng không? Dạ. Rồi, thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, nói chung là ưu điểm của em là không hút thuốc, sống tự lập, vui vẻ, hòa đồng, tính tình hiền lành, thật thà. Điểm yếu? Còn điểm yếu thì nói chung là ít nói, nhóc gớ. Nhóc gớ? Hả? Nhóc gái? Dạ. Hai bạn này cùng nhát hết rồi, rủi không có tôi ngồi đây, không biết hai bạn nó có nói chuyện được với nhau không ạ? À? Tình trường sao cưng? Mấy mối tình rồi? Dạ. À?
Tình trường thì em có hai mối tình. Một mối tình là yêu đơn phương cấp 3. Yêu đơn phương bao lâu? Dạ cũng 2 năm. Yêu chỉ lâu vậy, rồi người ta biết em yêu người ta không? Dạ cũng có, rồi có mà cũng tỏ tình mà người ta họ lánh mặt họ đi biết. Rồi cái thôi luôn, mà tới 2 năm. Dạ. Rồi còn một mối tình chính thức thì cũng thời sinh viên á, học 3 năm thì cũng có quen người. Nhưng mà sau đó khi em ra trường á, em vô Sài Gòn em làm thì sao mặt cách lòng, người ta chia tay đi lấy chồng. Trời ơi, rồi từ đó đến nay sao ế? Dạ, từ đó tới nay thì em cũng lo đi làm, biết như thời gian của em là em làm là từ thứ ba cho tới chủ nhật, còn em chỉ nghỉ là nghỉ ngày thứ hai. Lý do sao là mình nghỉ ngày thứ hai? Dạ do là buôn bán là cái ngày thứ bảy chủ nhật là nó đã bán được nhất. Ừ, thì em hơi bán. Còn ví dụ thứ hai á là người ta đi chợ ít thì bán ế thì à, nghỉ ngày. Nghỉ ngày với là đi lấy hàng. Dạ cái ngày đó đi lấy hàng hoặc đi thư giãn nữa. À đi lấy hàng đi thư giãn ngày thứ hai. Rồi rủi cái ngày đó bạn gái trực rồi làm sao? Dạ nếu mà muốn có vợ thì bây giờ mình với hy sinh cái thời gian của mình. À dễ thương quá. Hy sinh là ảnh hưởng đến kinh tế đó nha. Kinh tế bây giờ muốn có vợ muốn có gia đình phải hy sinh như bây giờ biết nhưng sao. Nhưng mà giờ làm bao nhiêu năm kinh doanh buôn bán rồi có dành dụm được đồng bạc nào để lấy vợ chưa? Dạ có rồi chứ. Có, tiền ai cất, em cất hay mẹ cất? Dạ tiền thì bây giờ em cho em của em nó mượn nó mua đất với gửi ít cho mẹ. Trời ơi, cho em mượn mua đất rồi mới mốt là lấy vợ rồi lấy đâu mình mua đất? Thì bây giờ hô là nó có nó đưa thôi chứ. Hô là nó có. Rủi bây giờ hô mà nó không có rồi sao? Rồi sao lấy vợ? Giờ cái hô mà liền. Nó hẹn nó giờ mình muốn lấy vợ liền nè. Mà bây giờ mình hô nó nói năm sau nó mới trả rồi mình phải đợi tới năm sau mới lấy vợ hả? Cái đó là dễ mà. Chứ mẹ cũng cho là một lô đất có 1 hecta trồng rẫy. Ờ, có lô đất hecta nữa. 4 năm rồi tới giờ thu hoạch. 4 năm trồng rồi giờ thu hoạch. Rẫy ai làm? Thì em làm. Em làm rẫy luôn, vừa buôn bán quần áo vừa làm rẫy luôn. Dạ thì cũng như làm keo á thì bây giờ mình trồng nó là 4 năm mình bỏ mướn người ta phớt rồi mình giỏi thu hoạch thôi. Ủa mà vậy sao ế? Dạ bây giờ thì công việc. Trời ơi, công việc ổn định nè, có rẫy có đất nè, sao không có bạn gái? Cái duyên. Cái duyên gì? Duyên gì mà duyên? Nói chung là em đi ví dụ em cũng có tìm hiểu nhưng mà khi em đi với người ta đó, em tới em uống cà phê với người ta là em đi xe cùi bắp. Đi xe cùi bắp? Dạ. Xe gì? Xe cùi bắp là xe gì? Xe riêng, xe chở hàng đi á. Ủa rồi thì rồi sao? Rồi người ta chê? Người ta chê, người ta gặp lần đầu, cái lần sau người ta họ thấy nghĩ quá. Là họ đánh giá bên ngoài không có gì người ta họ. Mà sao em có tiền mà sao em không sắm chiếc xe xịn xịn chút để đi cô gái cho nó dễ? Nhưng em cũng có một chiếc xe ở nhà bỏ ở quê. Nhưng mà một mình làm sao mà đi tới 2 cây. Bỏ ở quê nào? Quê ở đâu? Ở Quảng Ngãi. Mà xe Quảng Ngãi là xe gì? Dạ, xe Tay Ga mà xe Novo 5 á chị. Ủa sao không đem xe đó vô đây rồi để đi cho cô gái? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Rồi mình có nói với bạn gái là em đi đỡ xe này đi chứ anh có xe xịn nên để ngoài quê không? Không. Chơi cũng chơi thử lòng nhau nữa, thời buổi này mà còn thử lòng nhau chi mệt ghê luôn vậy đó. Còn bạn gái này mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng có quen nhưng mà em chưa có thấy được sự đồng cảm á. Cho nên là em chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Trời đất ơi, chưa có một mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Từ đó đến giờ luôn. Dạ. Rồi mình vậy mình có được hôn nhau chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời ơi, phải gặp các tường sớm chứ. Phí tuổi xuân quá vậy em. Bây giờ phải yêu nha, nay phải yêu. Cưới hay không chưa cần biết. Chỉ cần cảm thấy hợp, mình rung động, mình thấy đối tượng này tốt thì mình phải cho mình cơ hội yêu đương. Tại trong tình yêu nó có những cái nó đẹp lắm. Nó làm cho con người mình trẻ trung hơn, nó vui vẻ hơn. Hôm nay phải có mối tình nha. Nha. Dạ thì phải xem. Thì phải, tôi nói anh này được. Thật thà chất phác, mặt mày cũng hiền lành. Có xe cất ở quê. Có xe cất ở quê. Có tiền cho bạn em trai mượn nữa. Có đất có đai. Ổn định rồi, chị thấy được rồi. Quan trọng là người ta biết tự lực, ta tự lập, người ta biết kinh doanh. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, nói chung là người đàn ông của gia đình, biết chia sẻ công việc với gia đình. Rồi. Người đó sống có trách nhiệm, sống tình cảm. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì cao hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên. Ồ, mà bao luôn này, cao mét nhiêu em? Dạ, 1m8 gì? 1m8 lần, được không cưng? Không có mập, không có bụng bự. Không hề luôn. Rồi, gì nữa? Dạ, không có xăm mình. Không, anh này không có đâu, có xăm mình không em? Thì có xăm sơ sơ. Xăm gì vậy? Trục kính hả? Chữ nhẫn. À nhẫn, được. Có một chữ nhẫn thôi phải không? Dạ. Có xăm cái chữ nhẫn được không em? Ra đời kinh doanh bôn ba từ nhỏ, phải nhắc nhở mình phải luôn luôn nhẫn nhục. Được. Khi nào xăm cọp beo gì mình mới ghê, xăm chữ nhẫn được. Nha.
mai mốt đừng có xăm thêm bên kia chữ Tâm nha. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Dạ, nói chung thì muốn tìm người vợ thì nói chung hiền lành thật thà. Hiền lành thật thà. Gì nữa? Em cao từ 1m58 nữa lên. Em cao mét nhiêu em gái? Dạ em 1m54. 1m54 được không? Mang dài lên thì cũng được 1m6 rồi. Dạ 54 thì cũng được. Được rồi ha. Có tiêu chuẩn gì nữa không? Có không thích cái gì ở bạn gái không? Dạ không thích bạn gái là ví dụ như ăn mặc lè lẹt, tóc xanh tóc đỏ, cồm rồm. Hả? Biết cồm rồm á? Cồm rồm à, càm ràm á. Ờ, càm ràm. Không biết có càm ràm không, chứ còn bên đây thì không có mắt xanh mắt đỏ gì đâu. Bên đây ta bác sĩ là làm trong môi trường y mà. Rồi em nhìn đi, có cô gái ấy trong hình đó đó, em lựa chọn thử coi cổ là ai. Trời, sao đứa hình mờ căm vậy ông, rồi sao tôi nhìn? Anh này chụp năm nào? Dạ, 3-4 năm. Hồi sinh viên á. Trời ơi, hồi sinh viên. Bây giờ Facebook nó bị bắn hàng lên mạng, nó bị hack, nó mất mất. Thôi ráng nhìn đỡ đi. Ảnh đâu chỉ đại đi chứ bây giờ hình vậy mà sao người ta nhận ra được. Rồi giờ chọn coi cô gái ấy là cô nào. 1m54. 1m54. Cái này. Đâu, ai đâu? Đây. Rồi thích cô đó phải không? Giữ cô đó đi, chút tôi gả cho. Nhận ra anh đó không? Chứ chị là không nhận ra rồi đó. Sao chọn anh đó vậy? Tại chị cái này đứng nhìn thấy cao. Hay. Rồi. Vậy nha, bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào cái trái tim này ha. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem là cái sự nhận xét của mình, cái sự cảm nhận của mình hôm nay đúng hay không nha. Xin mời hai bạn. Hay. Rồi em gái trước đi. Em nghĩ mình đoán đúng hay sai? Mình đoán sai đấy. Đâu đâu hỏi ảnh đi chứ chị cũng không biết luôn á. Anh là người nào? Anh nào? Người này. Dạ, đúng. Hả? Người này mà chị. Mà em nhưng mà nãy anh chỉ cái người đổi nón đó. Là em sai rồi. Thế còn em? Đúng hay sai? Nhìn đúng á chị. Hả? Thật lắm. Chị hỏi cổ đi coi là phải cô đó không? Em có phải người này không? Cái người đeo cái khăn á. Đúng không em? Nhìn kỹ lại coi. Do nãy nó 1m54. Thì cô nó 1m54 đó. Này cô này cao mà. Rồi giờ sao? Còn cái đó là cái gì? Cái này là quà. Quà thì chừng nào tặng? Trời ơi thiệt. Rồi tặng qua trái tim luôn. Anh cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng em. Mắt tóc em. Cũng buôn bán thì em thấy gia đình của họ cũng có con nhỏ rồi cũng hạnh phúc. Nên anh cũng muốn kiếm gia đình nhỏ nhỏ. Em cũng có món quà để tặng cho anh. Dễ thương quá ha, có hoa, có quà nữa. Rồi giờ mình ngồi xuống đi, mình nói ý nghĩa món quà coi nè. Em tặng quà gì trong này vậy? Coi coi ra anh tặng gì với em. Cái gì mà chị nghe có con nhỏ gì chồng nữa vậy? Đồ em bé chị. Hả? Ủa sao mới quen bạn gái tặng đồ em bé chi vậy em? Dạ em muốn... Muốn người ta đẻ hả? Không, muốn có được gia đình nhỏ nhỏ. À, vậy cất đi nha cưng, mai mốt đẻ con nha cưng. Hy vọng là con em với ảnh. Thế còn bạn gái tặng quà gì cho bạn trai vậy? Mở ra coi đi cưng. Em tặng cái cà vạt. Rồi có ý nghĩa gì không em? Dạ, sao em tặng món quà đó cho anh? Em thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, bỏ quần. Biết thắt cà vạt không? Dạ không. Bạn gái qua thắt cho bạn trai đi bạn gái. Nè đó cầm lên. Rồi qua thắt cho ảnh đi. Choàng vô thử cái cổ anh coi coi hợp không nè. Tôi thấy cái tướng này cao ráo chắc đẹp lắm nha. Đứng lên cho bạn gái thắt đi em. Anh cao quá cao. Rồi choàng vô. Tôi cũng không biết thắt cà vạt luôn á trời. Tướng này được nha. Tướng ngon à. Đẻ con rồi chân dài lắm à. Ủa thắt cà vạt sao giống thắt khăn hoàng vậy? Chứ em cũng chưa học thắt. Chủ yếu là tấm lòng nha. Dạ. Rồi đẹp trai quá. Về chỗ. Sao em bây giờ thí dụ bạn gái yêu cầu em thắt cà vạt đi ra chợ bán em làm không? Dạ nếu mà bạn gái nếu mà đến nhau thì bạn gái biểu gì thì cũng làm được. Trời ơi sao không hiền như vậy, lấy nhau đến nhau là bạn gái biểu gì làm nấy. Thời buổi giờ em kiếm đâu ra người thật thà ngoan ngoãn biết nghe lời mình vậy đâu em. Chị tìm hoài không ra luôn á, chúc mừng em nha. Rồi thôi bây giờ chị chúc mừng hai bạn. Giờ mình tâm sự yêu đương chút xíu ha. Rồi chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng nha. Đây là món tôm kim sa trứng muối. Rồi hấp dẫn quá. Há cảo tôm hẹ và pudding cá chép uyên ương. Ngon miệng nha, giờ ăn giờ vừa tâm sự với nhau. Mạnh dạn lên nha, trong này em phải hỏi thăm cổ nha. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Ăn đi cưng, tự nhiên dạ. Nha. Dạ, chị.
thì em cảm thấy anh như thế nào? Em thấy anh hiền. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiền. Thường thì anh đi bán vậy rồi ăn uống đồ sao? Mình có nấu ăn không hay là mình ăn ở ngoài chợ? Thì nói chung anh bán á, là ăn ngoài chợ cũng không quen. Thì anh cũng về nhà anh nấu ăn. Anh nấu ăn, anh tự nấu luôn? Anh tự nấu. Thường những lúc rảnh thì anh làm gì? Anh thích làm gì? Thì nói chung là rảnh thì xem phim nghe nhạc. Anh có biết hát không? Có. Nhưng mình hát Nhật mà Bolero. À Bolero. À, em cũng thích nghe nhạc Bolero. Anh có thể hát cho em nghe bài được không? Anh cũng hát cũng không được hay nên anh chỉ hát một đoạn được. Vì cuộc sống chồng đi rồi sẽ về, tìm hương nồng hơi ấm tình thương. Vì tương lai chúng mình xây mộng, xa mặt nào có cách lòng đau. Yêu trọn đời chỉ nhẫn vợ anh, có chút hờn ghen tim anh nghẹn ngào. Vợ yêu chồng chưa vững niềm tin, sẽ không bao giờ bắt nhau trong đời. Chồng yêu vợ chưa vững niềm tin, sẽ không bao giờ bắt nhau trong đời. Thường thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Thì anh quan điểm về tình yêu là chung thủy, quan tâm, chia sẻ với nhau. Tại công việc của em thì thường em sẽ phải chụp đêm. Có khi thì lễ Tết em cũng vẫn phải đi chụp. Thì nếu mà quen thì những cái lúc đó giống như là ngày lễ tình nhân mà bạn của anh phải đi làm, thì lúc đó anh sẽ cảm thấy như thế nào? Thì anh nếu mà công việc thì anh cũng không có sao hết. Ví dụ như ngày lễ tình nhân đó, ví dụ mà anh rảnh thì anh tới vô em cũng được. Do em đi trực thì vì công việc thì nói chung là anh cũng không có sao hết. Vậy nếu mà anh có quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống không? Thì nếu mà có một lý do để chính đáng mà thì anh sẽ quay lại. Cái gì vậy? Lý do gì quay lại vậy? Mới ép người ta gì phải không? Đừng thấy người ta hiền hiếp nha. Sao không, cái gì mà quay em lại? Em chỉ hỏi thôi, nếu mà anh có muốn quay lại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống hay không thôi. Thì nãy giờ có hỏi gì khác nữa không? Có hỏi về chuyện kết hôn rồi gì chưa? Ví dụ như quen nhau được thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chưa chị. Chưa, đâu giờ hỏi đi. Thì giờ nếu mà chúng mình quen nhau á thì cả bao lâu là em quyết định được? Khi nào em cảm thấy là tình yêu của mình đủ chín, cảm thấy là anh có thể tạo được niềm tin cho em. Chị thấy cặp đôi này được đó. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ bóc những lá thăm của chương trình để cho mình có cơ hội hiểu nhau được nhiều hơn nha. Mời em trai đọc lớn lên yêu cầu ở trong này. Yêu cầu bạn nôm trả lời 3 câu hỏi do bạn gái đặt ra. Bạn nam hãy trả lời 3 câu hỏi do bạn nữ đặt ra. Rồi em hỏi đi. Và ảnh nhiệm vụ là phải trả lời chân thành, chân thật nhất cho em. Câu hỏi đầu tiên là Tường thì những lúc mà công việc anh có hay nổi nóng, những lúc nào làm cho anh nóng giận? Trong công việc á? Nói chung là trong công việc, là trong gia đình, là khi giao tiếp trong cuộc sống á, những cái gì mà thường làm cho anh nóng giận? Thì ví dụ như là anh luôn buôn bán á, người ta tới mở hàng á mà người ta cứ lựa hết xong rồi người ta không mua. Rồi tiếp đi em, câu hỏi thứ hai. Thường là anh có người yêu, anh có trải qua 2 mối tình rồi vậy. Khi mà bạn gái anh giận thì thường anh làm gì cho bạn gái anh về? Thì nói chung là giận thì ví dụ như là mua quà tặng hoặc là xin lỗi hoặc cái gì đó. Rồi lúc chia tay có đòi quà lại không? Không. Anh này có vẻ cũng hào hoa lắm nè, chịu chơi lắm nè, có nhiêu chơi nhiêu nè. Được, tính này tôi thích á. Rồi câu hỏi thứ ba. Thường thì ở nhà anh có hay chăm sóc mẹ anh không? Anh đi làm thì anh có hay mua đồ cho mẹ anh không? Thì cũng có. Thì lâu lâu anh về đó thì anh cũng mua quà hoặc mua gì đó. Mua quần áo hoặc là đủ như mua sữa hoặc đưa tiền cho mẹ. Rồi xong. Phần bạn gái xong ha. Rồi tới mời em bóc một lá bài. Anh rằng là tôi chấm cái màn nhiệt tình với chịu chơi nè. Rồi đọc lớn anh coi. Yêu cầu bạn gái kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam. Đó. Rồi, cái này dễ quá mà. Hãy kể ra 5 điểm nào mà em thích nhất ở bạn nam. Đừng nói không thích gì nha.
Đầu tiên là sự thành thật. Thành thật. Nên sống tình cảm. Tình cảm. Biết quan tâm tới người khác và... Biết quan tâm. Ngoại hình anh thì dễ nhìn. Cao ráo ha. Dạ. Cái cuối còn gì nữa không? Cái gì thích của ảnh nữa không? Mặt cười cười lên tươi tươi chút coi, người ta đang nhận xét mình mặt nghiêm trọng quá. Chứ anh cũng nhắc giống em. Anh cũng nhắc giống em là em thích đó hả? Trời đất ơi, cặp đôi này tôi không hiểu sao luôn à, mà dễ thương á nha, chị thấy là hợp lý đó. Rồi bây giờ chị Tường cho thêm hai bạn cơ hội nữa nè, ảnh hơi nhát, em cũng hơi nhát. Bây giờ hai người nhìn nhau 30 giây. Bây giờ giơ cái tay qua khỏi trái tim nó đi. Xin phép cổ cho nắm tay cổ một cái. Tôi cho hai người nắm tay 30 giây, coi có cái luồng điện nào truyền qua hay không, trước khi quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nắm tay 30 giây xong, mỗi người phát biểu một câu một thôi, muốn nói cái gì nói một câu. Rồi chúng ta lấy tay ra và đặt tay vào nút bấm. Mời hai bạn. Dạ, cho anh xin phép nắm tay. Rồi, cảm nhận đủ thì mình nói. Dạ, em cho anh cơ hội để chăm sóc và quan tâm em được không? Hỏi ép tao vô thế quá. Được rồi, ngồi xuống đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại ha. Sau khi chị Tường đếm 3 tiếng, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm thật mạnh. Không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Đây là cái lúc quyết định quan trọng nha. Nhiều người sẽ chứng kiến cái giai đoạn này. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, sao em không nhấn nút? Em có nhấn mà. Sao em nhấn mà không vô? Em có nhấn. Về muốn nhấn lại không? Hay là thôi? Em nhấn lại. Nhấn lại thì nhấn vô đi. Trời ơi là trời. Cô nhấn gì mà tôi thấy cái tay cô để mà cô rung 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 mà nó không vô cái nút. Rồi mời hai bạn đứng về một phía. Nắm tay nhau đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh xin phép cho anh hôn em cơ. Dạ. Hơi cao ha, mỗi lần phải cúi xuống hơi mỏi lưng à. Rồi chúc mừng hai bạn. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ, rồi gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng nè. Chúc mừng hai bạn. Hôm nay hai bạn tham gia chương trình ai cũng rụt rè hết, nhưng mà họ rất là đáng yêu, rất là dễ thương, đúng không quý vị? Và hy vọng là sẽ có những cái ngày tháng hạnh phúc bên nhau dành cho hai bạn này. Chúng ta hãy chờ tin vui từ hai bạn này nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta phải tạm biệt thôi và hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Ba mối tình, cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ hai, còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ ba. Cái em chỉ chia cái lương khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó, còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đó. Ủa có bỏ ngân hàng nữa hả? Giờ tài khoản cũng đỉnh lắm. Trời ơi, cũng đỉnh lắm. Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi. Cái gì? Em bây giờ em thấy dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cát Tường xin thay mặt chương trình cảm ơn ứng dụng Hẹn Hò và Giữ Lửa Tình Yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Hôm nay thấy chị đẹp không? Dạ quá trời đẹp luôn. Hôm nay màu hồng nha. Màu hồng em cũng đẹp nè, màu hồng tươi luôn. Wow, màu hồng là một cái màu gọi là của tình yêu. Đúng như một vậy. Cái màu gì nó có sự lãng mạn. Uh-huh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cặp đôi sẽ nắm tay, sẽ trao những lời yêu thương ngay trên sân khấu này, rất là dễ thương như màu hồng vậy đó. Tất nhiên rồi. Tất với trang phục rồi. Thế này thì hai chị em mình sẽ cố gắng hết ga số. Yeah.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chờ đón hai nhân vật nam đến với chương trình, xem họ là những chàng trai như thế nào đây. Xin mời hướng mắt về sân khấu. Chào hai em. Rồi, về vị trí. Dạ, bây giờ còn chần chờ gì nữa, một chàng hóa tay cho hai em gái tôi nè. Rồi, mời hai chàng trai nhìn về phía trước. Wow, rất là xinh tươi. Rồi, hôm nay tôi đổi phong thủy nè. Tôi sẽ giới thiệu chàng trai ngồi chiếc ghế màu xanh. Xin mời em sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Khang. Hiện tại là em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Thôi không giữ vậy cơ. Nó rung hơi chứ. Nó rung quá hả? Dạ. Là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000 hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Mà có chút xíu trẻ măng mà ế gì mà lên đây? Tại vì em muốn dắt con dâu về cho má em. Muốn dắt con dâu về cho má em. Gì mới 20 tuổi mà dắt con dâu về hả? Sao vội vàng quá vậy? Dạ tại vì má em tưởng là em chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Trời ơi. Tại môi trường của em là tiếp xúc nhiều bạn nam bạn nữ, với lại đặc biệt là nam nhiều hơn. À, dạ. Anh má sợ quá, má biểu lấy vợ đi hả? Dạ không, kiếm người yêu về cho yên tâm. À, dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn nấu được những món gì? Dạ, mấy món mà dạng như cho tập gym này nọ chị. À, dạ. Tập gym hả? Có tập gym nữa hả? Dạ có. Tập gym sao thấy cũng hơi đô à? Dạ, tại vì em chưa giảm cân. À. Dạ, em đang muốn tập cho bự thêm rồi giảm cân sao. Tập bự thêm nữa? Dạ. Wow, cao mét mấy? Dạ, 1m75. Biết chăm sóc bạn nữ, lễ phép với người lớn. Dạ. Nhưng mà thế mạnh em là biết chăm sóc phụ nữ, là biết chăm sóc như thế nào? Thí dụ như là bạn nữ muốn giảm cân hay là muốn tăng cân thì em đều biết cách ăn uống sao cho nó hợp lý. Ừ. Dạ. Ghê là phải qua bằng tay em á hả? Dạ. Rồi, còn điểm yếu của mình là gì? Tính hơi nóng xíu. Nóng hả? Nhưng mà biết kiềm chế được, với lại não cái vàng. Nếu mà tập trung cao độ thì không có quên. Còn mà lơ đãng cái là quên. Dạ. Quýu cái là hơi lấp bắp phải không? Dạ đúng rồi. À rồi, đó là chàng trai của tôi ngồi trên ghế màu xanh. Rồi. À, Minh Khang, sinh năm 2000. Dạ. 22, năm nay nếu tính năm nay là 22 á. Dạ đúng rồi, 22. Cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi, giới thiệu về mình đi cưng. Em là Kiều Trinh, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi luôn. 2000 luôn hả em? Dạ em 2000 ạ. Wow. Đó là trùng hợp quá đi. Quê em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu, và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hiện tại em đang là nhân viên marketing cho một công ty startup về truyền thông. Thế mạnh thế yếu em là gì nè? Được mọi người nhận xét á thì em là một người khá là hoạt ngôn và tích cực, giao tiếp khá là tốt. Còn khuyết điểm thì em nghĩ em nói hơi nhanh, cho nên là em đang cố gắng nói chậm lại hơn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jerm 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jerm 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi bây giờ chàng trai chiếc ghế màu đỏ nè, em tên gì? Dạ em tên là Đức Vũ ạ. Dạ năm nay em là 22 tuổi, em cũng sinh năm 2000 luôn. Trời đất ơi, đâu mà rủ nhau bộ nguyên học chung lớp hay gì vậy? cùng một lứa. Vũ là đang làm gì? Dạ hiện tại em cũng là bartender cho một cái quán bar Nhật ở quận 1. Có làm chung bạn này không? Dạ không. À. Dạ em đang học ngành quản trị khách sạn của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngoài những cái giờ thời gian rảnh rỗi, ngoài công việc với đi làm việc học thì em làm gì? Dạ thường thì em đi chơi thể thao ạ. Thì chơi em chơi gì? Bóng đá với lại bóng chuyền. Ồ, có bóng đá bóng chuyền. Cao mét mấy? Dạ em cao 1m76. Nặng nhiêu ký? Dạ 76 ký. Điểm mạnh điểm yếu? Khá khéo bằng nói, tại vì em làm bartender thì em cũng phải giao tiếp liên tục. Ủa gì? Bartender là trong đó nhạc sùm mà nói sao nghe? Cái quán bar mà cái nhạc chiêu ấy, để mình có thể giao tiếp được với nhau. À. Thường là giao tiếp với trai nhiều hay với gái nhiều? Với mấy chú. Với mấy chú. Với mấy chú. Ủa kỳ vậy? Ồ thôi. Cả tuổi em thì là hay đi mấy cái bar mà sập sình ở ngoài bùi diện hơn. Còn cái quán của em thì hướng tới những cái người mà người ta đi làm, người ta muốn bàn công việc á, thì thường thường là cỡ lớn tuổi. Dạng như là nhạc bolero hay là nhạc chill là thế nào? Nhạc jazz. Jazz. Mà chú là chú cỡ chú Đạt vậy không? Dạ hơn. Hơn chú Đạt hả? Dạ. Vui quá.
mình nhảy đầm. Điểm yếu thì em hơi cứng nhắc trước. Tại thì thường mọi người hay nói là tính trước thì bước không qua, nhưng mà em lại muốn có một cái kế hoạch, kiểu là mình tới lúc nào mình phải làm cái việc đó luôn, nên là em cứ hay theo cái đó thì nó hơi cứng nhắc. Có nghĩa là mình tự lên lập cái kế hoạch trước rồi mình làm theo đó. Kế hoạch của em thường là kế hoạch ngắn hạn hay kế hoạch dài hạn? Dạ, ngắn hạn thôi, kiểu là trước khi một cái buổi đi chơi hoặc là cái gì đó thì em sẽ đi chơi đi dạo khoảng 1 tiếng đồng hồ, là 1 tiếng đồng hồ sau là phải ăn. Em canh đúng giờ luôn, canh đúng giờ luôn, em đặt bàn luôn, canh tới đó là vô ăn. Mẹ cứng thiệt luôn á, em cứng gì kỳ vậy, đi chơi mà không có được feeling phải đúng theo giờ giấc là sao trời. Mỗi khi nó vỡ cái kế hoạch của mình thì cảm xúc mình sao? Mà giờ nó hơi khó chịu. Khó chịu sao, nói chuyện hay có lớn tông nhẹ lắm. Còn em? Dạ em chào. Em tự giới thiệu mình nè. Tên là Nguyễn Võ Giàu Sang. Wow. Giàu Sang. Năm nay em 22 tuổi, cũng 2000 giống như ba bạn tham gia. Vậy là 40. Vậy là nay 4 đứa 2000 hết luôn. Dạ. Em làm bên truyền thông cho một công ty ạ. Dạ nên công việc của em thì em hơi nói nhiều một xíu. Quê em ở đâu nè? Dạ quê em ở Tiền Giang. Điểm mạnh điểm yếu của em? Em biết nói ăn với lại là chơi game có thể gọi là có luôn, đúng, mình chơi game giỏi. Dạ, mà em chơi game được một xíu. Em hay chơi là kiểu như là những game sinh tồn á anh, PUBG hay là Free Fire. Trời ơi, coi như là em gắn team á hả? Dạ không, kiểu như em chơi được thôi ạ. Bây giờ là em là gắn kim cương hay là gắn gì rồi? Dạ bạch kim. Bạch kim luôn. Wow, cái đó cũng là thế mạnh của mình. Công nhận mấy bạn này mét dạ này. Chị? Lén lén chơi game hoài. Không có, dạ. Này mấy đứa nhỏ nó chỉ em, hai thằng con em mét chỉ. Mét dạ. Alo, dạ ơi. Bảy bảy dạ. Nó đi làm, nó không lo tập trung làm, nó chơi game, nó tăng lên kim cương gì, bạch kim gì rồi kìa. Có một cái là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu của em. Đó là gì? Khi mà làm gì đó thì em hay nghĩ cảm xúc của người khác trước. Nhiều lúc em cảm thấy là mình bị chịu tổn thương nhiều nhưng mà người khác không có cảm nhận được. Wow, đa sầu đa cảm hả? Dạ đúng. Nghĩ đó là một cái điểm mạnh đó. Thật sự là khi làm việc gì mà nghĩ cho người ta trước, đó là sự tốt bụng của mình chứ đâu gì đâu. Bạn bè hay này kia thân đến mấy, kiểu như là tiền bạc hay là tình cảm gì, em kiểu như rõ rệt ra. Rõ ràng rạch. Dạ, rồi. Dạ. Rồi bây giờ rồi. Tới cái tình trường tình yêu nè. Rồi chàng trai hay gái màu xanh nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình. Mối tình gần đây nhất 1 năm 3 tháng. Mối tình này là mới vừa chia tay hồi tháng 7, trong dịch luôn. Dạ. Lý do sao chia tay? Khi như hai bên có xích mích phòng chống dịch hay gì? Dạ. Đợt trước đó là em có đi chống dịch. Dạ. Thấy chưa? Tao nói đúng kìa. Em là em là tình nguyện viên. Dạ. Bạn nó không chịu, sợ lây bệnh. Dạ đúng rồi. Với lại là đợt đó là em có đi làm quán bar nên bạn đó sợ kiểu như là tiếp xúc với nhiều bạn nữ. Người ta sợ. Ai là người nói chia tay? Dạ em. Em luôn? Dạ. Em nói là sao? Cãi lộn xong mà hai người không hiểu nhau nhiều á thì nó cũng như không. Thà vậy em chia tay luôn. Bạn cho nó bớt đau khổ. Dạ. Giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Kính trên nhường dưới. Kính trên nhường dưới. Dạ, cái như là lễ phép. Dạ phép giống như có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được, tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn giảm cân được. Dạ đúng rồi. Wow. Ốm thì em có thể làm cho bạn đó tăng cân theo một cách healthy. Hô biến được những điều đó luôn á hả? Dạ được. Nếu mà bạn đó có thể kiên trì được là em giúp được. Tướng to khỏe tập tạ. Có thể điều khiển được khối lượng. Có thể giúp cho bạn gái mình điều khiển được khối lượng trong cơ thể luôn. Hay quá. Bây giờ thì chàng trai tâm sự về những mối tình của mình. Giờ em tâm sự tình trường của mình đi nè. Dạ em thì hồi đó giờ em có một mối tình hồi vào cấp 3. Một mối tình duy nhất. Chuyện chính thức thì đúng là một mối tình. Và hồi cấp 3 thì tụi em quen được khoảng 6 tháng và chia tay vì kiểu yêu xa, cho nên là không còn hợp và cũng không còn tiếng nói chung. Với cả lúc đó tụi em ai cũng còn nhỏ cho nên là không có quen lâu dài được với nhau. Và từ đó giờ thì em cũng có tìm hiểu qua vài người nhưng mà không có đi tiếng xa được. Rồi bây giờ em độc thân vui tính bao nhiêu lâu rồi? Dạ em độc thân vui tính chắc cũng 4 năm mấy rồi á. 4 năm mấy rồi hả? Lý do dài mà trẻ mà đẹp dễ thương mà gì tới 4 năm mà không có bồ vậy, lý do gì? Dạ chắc duyên số, duyên phận nó chưa tới. Rồi bây giờ mẫu hình tượng của một hot boy em là như thế nào? Em thì thích một bạn nam không cần quá đẹp trai, không cần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút, với tự tế. Em quan trọng về tính cách hơn là vẻ bề ngoài. Và em thích một bạn độc lập được tài chính. Em không thích bạn nào mà còn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Cho tôi hỏi một câu, hai chàng trai của mình bên hàng ngày còn có xin tiền mẹ không? Thì mẹ cho con tiền ăn sáng mới xin thôi. Căng quá là có xin. Dạ, xin chắc tầm 10.000-20.000.
Ủa 10 ngàn 20 ngàn dạ, là tiền gửi xe hay là không, coi không phải không có tiền mà gọi là không có tiền lẻ để gửi xe. À tiền trắng thì có. Dạ. Đó là như mượn đỡ thôi. Mượn đỡ tạm đỡ. Không có xài tiền mẹ nữa hả? Dạ không, tại vì kiểu em đi làm em chỉ có em chỉ chia cái lương ra khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó, còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đó. Ủa có bỏ ngân hàng nữa hả? Có tài khoản cũng đỉnh đó. Trời ơi, cũng đỉnh lắm nha. Có tài khoản thẻ dầm nha. Đó đi là không có xài tiền gia đình mà thậm chí còn có tài khoản ghi. Cũng đỉnh lắm nha. Đỉnh lắm á trời. Đó là cô màu xanh rồi phải không? Bây giờ dạ. Tới anh chàng ở ghế đỏ là anh chàng mà có tài phản gũng gỉnh. Gũng gỉnh là nhiêu em? Mấy trăm ngàn hết tiền sạp. Gũng gỉnh là nhiêu rồi nè? Đủ nhét túi rồi thôi. Đủ nhét túi, nhét túi đi, mắc gì gỡ ngân hàng. Mua mấy cây kem rồi là được rồi. Tiền nữa tài phản chứ mua kem. Xấu quá. Tình trường sao rồi nè? Chắc đó vẫn chưa yêu ai. Nắm tay má đi chợ luôn mà. Nắm tay chị đỡ đi cơ. Điện như má vậy đó. Người phụ nữ mà em được gặp ai là có mẹ hả? Đó vậy em có 3 mối tình. À 3 mối tình. Dạ. Thì cái mối tình gần đây nhất khoảng năm 2020 thì là kiểu là quen ngắn thì chỉ khoảng 2 tháng à. Nhưng mà kiểu lần đầu tiên mà em thích một người tới như vậy. Có 2 tháng mà sâu đậm lắm hả? À, sâu cỡ nào đậm cỡ nào nói nghe coi. Chia tay xong khóc hết nước mắt luôn. Có khóc luôn hả? Lý do sao chia tay? Bạn đó chỉ là bạn nói thấy là kiểu cái thời gian đi làm em không có đáp ứng được. Tại vì cái tính chất công việc của em thì là những cái ngày như là ngày lễ lớn nữa thì là thường thì bạn nó muốn đi chơi, còn em thì em phải đi làm. Cứ tháng đầu thì bình thường, còn tháng sau bắt đầu bạn thấy là chán là vì không có được gặp nhau nhiều ấy. Nên là bạn nó muốn chia tay. Bạn nó nói với em luôn? Dạ. Rồi em trả lời sao? Tại em nghĩ là giờ người ta đã quyết định vậy rồi, giờ em níu kéo chắc cũng không được gì mà làm xấu cái hình ảnh của mình nữa. Vậy sao khóc? Khóc đẹp hả? yếu lòng, em có những có giây phút yếu lòng. Khóc trước mặt bạn đó hay khóc mình? Khóc mình, em ngồi góc. Dạ khi mà chia tay đúng lần khi mà chia tay em có đồng ý điều đó không? Không, anh không chịu đâu. Cũng có chứ, cũng có. Có rồi chứ. Tại sao ngày hôm sau phải chấp nhận này? Giờ còn gặp lại bạn đó không? Dạ không, tại bạn đó lớn em mà nó ra trường. Mối tình 2 tháng là có hôn má đúng không? Dạ có. Có hôn môi không? Dạ không. Dạ không. Chưa mất trên môi. Chưa mất trên môi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Em thích bạn gái lùng lùng thôi, cỡ mét năm mấy là được rồi. Cúi xuống hôn cho nó đã ha. Em thích bồng. Trời thích bồng lên hả? Trời ơi. Em thích mấy bạn bánh bèo xíu thôi, không có cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. À, dạ. Người ta không nhẽo chịu nổi không? Em nghĩ được. Người ta thích cái gu nhõng nhẽo bánh bèo để được chiều chuộng nâng niu ẩm lên đồ. Lát tôi cho ẩm nha. Hôm nay cái bạn Ngô Đức Vũ ngồi ghế đỏ mà nếu cô nào bấm nút tránh bạn đó là tôi sẽ cho bạn đó ẩm lên. Ẩm lên đồ luôn. Để thử sức khỏe luôn. Anh chàng ghế đỏ nói ở bên đây vẽ trái tim hoài luôn á rồi. Tiền hoài luôn mà không biết sao giờ. Tâm sự đi nè, cô bé này em cao nhiêu? Dạ 1m57. 1m57 nha bạn ơi. Bữa nay 1m7 mấy là ngon rồi. Đó là thấp nè. Bây giờ tâm sự chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ em có 3 mối tình. Cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ 2. Còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ 3. Đâu tâm sự nghe chơi mối tình thứ 2 và thứ 3 nghe đi. Dạ mối tình thứ 2 của em là hai tụi em làm chung chỗ nên kiểu như mọi người gán ghép với nhau á, bạn nó cũng quan tâm em nhiều quá, xong rồi em bị mưa dầm thấm lâu á anh, nên cảm động. Cua cẩm em dạ, nhiều quá rồi. Đầu thấy siêu lòng. Dạ đúng rồi, sau trong vòng 2 tháng, xong rồi đợt dịch đầu tiên á, xong rồi em về quê, bạn đó ở trên đây, thì kiểu như tình cảm bị xa cách, xong rồi nên cái hai đứa cứ vậy chia tay. Và mối tình em ghim là cái mối tình nào? Là mối tình gần đây nhất, 11 tháng. Dạ. Lâu hơn đúng không? Dạ. Chia tay thì là do bạn đó hơi vô tâm với em á anh. Suy nghĩ của bạn đó lúc nào cũng xem em như là một đứa con nít á. Em nói ra cái vấn đề gì thì bạn đó cứ nghĩ em là cái chuyện này không quan trọng. Vấn đề bạn ấy nó quan trọng hơn. Dạ đúng rồi. Nên cũng em như vậy, như ông cụ non hiểu không? Dạ đúng rồi. Với lại là bạn đó quên ngày sinh nhật của em. Trời ơi. Ở đây não cá vàng lắm, chắc mấy ngày đó cũng không nhớ đâu. Không có đâu chị. Mà lúc mà sinh bạn nhật ấy bạn quên là em nhớ mà. Lúc bạn ấy quên ngày sinh nhật của em thì lúc đó thái độ em như thế nào?
em không có nói là cho bạn đó biết luôn. Không nói luôn. Dạ, xong rồi bạn bè của em chúc mừng sinh nhật của em thì bạn đó mới thấy. Xong bạn đó vô chúc cái em cũng gì đó. Xong rồi tình cảm của em kiểu như là mình bị xuống, mình bị hụt hẫng á. Buồn rồi buồn xong chia tay luôn. Dạ, xong chia tay luôn. Cái cô bé ở bển đang nói chuyện mà tôi nghe có một cái âm thanh gì đó. Cái gì? Mà lỗ tai tôi tính để sợ. Tôi lắng nghe, bạn nhỏ ngồi kế bên tôi nó hát. Ở bên kia nói chuyện, bên đây đó là ghế màu đỏ hả? Ồ, nãy bên kia nói bên đây dễ trái tim. À, kiểu như hưng phấn cái gì trong người á, mà ngậm miệng lại nhưng mà tiếng nó ra từ trong cuốn họng á, tôi nghe được cái bộ tiếng. Ôi, tiếng hát ra từ trái tim. Ồ, bữa nay tin quá trời luôn, toàn bốn bạn tin. Bây giờ nè, mẫu người đàn ông lý tưởng phải cao hơn em, không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, với lại là ít nói một xíu. Tại vì em cũng hơi nói nhiều nên nếu mà hai đứa nói thì không đứa nào nghe nên em. Bên đây anh không có nói nhưng mà anh chỉ hát không à. À, phóng anh có thừa tại vì anh có tiền rủng rỉnh ở trong ngân hàng để mua cho em. À, được chưa? Dạ. Cao to luôn, có thể ẵm em lên chút xíu nữa nếu như em bấm nút chọn. Đó. Ngon lành quá. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân ở dưới đi nè. À, hello em gái, hôm nay em đi theo ủng hộ ai? Em xin chào anh Hứa Bình Đẹp và chị Cát Tường. Và em là bạn của bạn gái ngồi ghế xanh. Theo em nhận xét thì bạn em có tính rất là tự độc lập về kinh tế của mình. Bạn ấy cần một người bạn nam lo cho bạn nó nhiều hơn. Lo lắng, chăm sóc. Theo như em nghĩ rằng là bạn Khang ngồi ở ghế xanh hay là bạn Vũ ngồi ở ghế đỏ thì ai sẽ là cái người phù hợp với bạn của em hơn? Dạ, em thấy bạn ngồi ghế đỏ hợp với bạn Trinh hơn. Tại vì theo cách bạn ấy nói thì em cảm thấy hợp. Rồi, chị cảm ơn em. Rồi, mời em trai. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn của bạn Khang. Thì nói chung cái gu chọn bồ anh nó hơi khác người. Anh không biết tư vấn sao luôn. Không, nhưng mà mình phải quan tâm chứ như là không, không, bây giờ anh có ý kiến này, em kiếm cái đồng tiền em búng lên đi. Mặt ngửa em chọn ghế xanh, mặt sắp em chọn ghế đỏ. Trời ơi, cái gì tình yêu mà làm như cờ bạc gì có đồng tiền. Không, mình đùa thôi, quan trọng là chút kéo cửa ra em thấy em hợp với ai, cảm xúc với anh thì em chọn thôi. Thì nếu mà hỏi riêng với anh đó thì anh chọn áo đen. Chọn áo đen là ngồi ghế màu Bạn á ngồi ghế màu xanh. Mà hỏi với anh chỉ là cô ngồi ghế màu xanh. Còn anh không biết thì ý em sao thì ý riêng của anh là vậy á. Em có cái linh cảm là bạn ngồi ghế màu đỏ có một cái diện mạo như thế nào nghe qua cái giọng nói đó? Dạ em nghĩ bạn đó sẽ là cao hơn đôi con một xíu. Còn em có hình dung hai bạn nó như thế nào không? Theo em nghĩ thì chắc hai bạn sẽ kiểu trẻ, và thường người trẻ thì sẽ biết chăm sóc bản thân, kiểu biết mặc đồ chăm kỹ da chẳng hạn, đại loại vậy. Em nghĩ mấy bạn sẽ kiểu ưa nhìn và theo giới thiệu thì hai bạn đó khá là cao. Hai cô gái của chúng ta rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Xinh xắn. Thôi được rồi, cho người ta chọn đi ông ơi. Rồi, mở cửa trái tim. Đứng lên biểu diễn body nè. Hai anh đi. Cho mình có hai món quà nhỏ mình muốn tặng cho mình. Đúng là mấy bạn trẻ. Dạ em cảm ơn. Chưa kịp khép tặng quà liên liền. Mình có thể khui quà mình coi là mấy ảnh tặng cái gì vậy tụi em. À tặng quà hả? Rồi tặng đi, em muốn tặng em tặng cái đi. Tặng đi, cứ tặng nhau. Đó. Dạ. Chào sáng. Cảm ơn bạn. Dạ em. Ủa sao ngộ ha, mấy bạn này tặng ngược hết trơn ha. Bạn ghế đỏ thì tặng bạn ghế xanh, bạn ghế xanh thì tặng bạn ghế đỏ. Chà, bây giờ sao ta? Giờ từng bạn một nè. Rồi bây giờ bạn gái, bây giờ rối hết trơn. Các bạn làm rối hết trơn, tại sao tặng quà chéo nhau? Hỏi hai cô gái trước, hỏi lý do tại sao em gái thấy cái đỏ, tại sao em lại tặng quà cho bạn ở dưới xanh? Dạ, tại vì từ lúc nãy giờ em bị ấn tượng cái giọng nói của bạn đó. Rung rung quá hả? Cái giọng bạn ấy rung rung quá. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Khang, hiện tại là em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Không dữ vậy cơ. Nó rung hơi chưa. Nó rung quá hả? Dạ. Với lại micro bạn ấy bị hư quá. Rồi còn em gái ở cái xanh, tại sao em lại tặng cuốn sách cho bạn ngồi cái đỏ? Dạ tại vì bộ đồ. Vô tình trùng hợp. Nhau hả?
Tất cả mọi hả? Thứ đều có lý do. Bởi vậy nhiều khi cái anh ngồi dưới anh kêu thảy đồng xu nó cũng có thể đúng lắm đó chứ. Nó dạ, không có cái gì đó, cái nhân duyên mà ha. Các em cảm nhận thì cái áo của bạn ngồi ghế xanh cũng không có mạnh mẽ lắm nhưng mà được chấp nhận. Chấp nhận đúng không? Rồi, ổn đúng không? Mình dạ biết. Anh biết được là bạn ấy đã có thể điều khiển được khối lượng của người phụ nữ đó. Nhưng mà chưa điều khiển được chiều cao nha. Rồi bây giờ hỏi hai chàng trai nè, cảm nhận đầu tiên khi mở cánh cửa này ra thì thấy hai bạn gái như thế nào? Theo cá nhân em thì em thấy hai bạn đều rất là đẹp, dễ thương. Giọng nói cũng hay. Nãy giờ có sao xuyến, có ba rung động gì với ai trong lòng chưa? Có, mà nói kỳ lắm. Nói kỳ lắm. Sao mà làm gì với bê đê vậy? Đặng nẻ lên coi. Để cũng có. Cũng có không? Dạ. Nhắm ẩm nổi không? Được trời. Này. Được chưa? Được. Còn em? Còn em? Cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là hai bạn đều rất là xinh. Mỗi bạn có điểm xinh khác nhau. Có rung động với ai chưa? Có điểm xinh khác nhau. Có luôn. Nhưng mà không không nên nói ra. Vì đúng rồi. Không giờ mình nói về cái trực diện mình thôi. Đã bạn ngồi ghế màu xanh có điểm xinh gì nè? Dạ điểm xinh về mảng mà cá tính. Cá tính. Dạ. Còn bạn ngồi ghế màu đỏ có điểm xinh gì nè? Nhẹ nhàng. Bây giờ hai bạn nữ thì sao? Coi quà đi, bây giờ quà đi bên đó. Quà đi. Hả? Cái này là quà của ai à? Dạ. Của bạn màu xanh. Dạ của các bạn. Ghế đỏ. Bạn ghế đỏ tặng cho em á hả? Ờ, dạ. Là gì vậy? Wow. Là gì vậy? Son. Hình như là son. Nói chung người ta hình như là son hay sao? Người ta có tiền trong tài khoản á, cái quà tặng người ta không cắt. Cái quà này son màu hồng. Ba đi đâu à? Nhưng mà hai món quà khác nhau nha. Dạ. Cái này là cái gì vậy? Là mình để vậy hả? Mình treo á, đeo lên. Quà của người ta mà lạnh không à. Quà của anh này mà tự nhiên ngồi thuốc minh đeo lên nè. Ủa cái này gì nó bị dính gì hả ta? Đâu em hãy nói về món quà của em ý nghĩa như thế nào chứ anh đâu biết. Tại em thấy nó dễ thương, bạn nữ thì thích cái đó anh. Cái đó là sợi son. Rồi còn bên đây món quà gì? Dạ của bạn ghế xanh là cái son. Còn cái son. Còn bạn bên ghế đỏ là căng quá vậy em cứ ra đi quà của em mà. Đây anh mở ra cho như anh biết nè. Dạ. Wow. Trời mấy cái này anh cành lắm. Ôi trời. Dạ không sao. Dạ đây là phấn. Phấn mắt của bạn ngồi ghế đỏ tặng. Dạ. Hiểu tâm lý phụ nữ quá. Cái món quà, cái cây đó là ý nghĩa em tặng bạn đó là cái gì vậy? Tại vì em thích xương rồng á anh. Kiểu như là nó mạnh mẽ, kiểu như là nó sống trong mọi môi trường đều được. Nên em thích cái sự mạnh mẽ của cây xương rồng. Em muốn là gửi sự mạnh mẽ của mình. Dạ cho bạn đó chăm sóc. Dữ là cho bạn đó săn sóc mới ghê chứ. Gửi sự mạnh mẽ của mình cho ấy chăm sóc. Rồi còn cái bạn này hai người mặc áo đen tặng cho nhau sách gì vậy? Ghê lắm, giải mã ma trận vũ trụ. Dạ cuốn đó là cuốn luật tâm thức à. Tại vì em thấy cuốn đó hay và tại vì em cũng thích đọc sách á. Cho nên là em tặng mong là bạn đó đọc được, bạn đó sẽ tìm được cái nhiều thứ mới mẻ và hay hơn. Đại loại vậy. Nó nói về vũ trụ hay nói về cơ thể con người? Dạ nói về con người, về góc nhìn đa chiều. Wow. Có ngày nào đọc sách không Cương? Dạ em toàn đọc tiểu thuyết. Bên đọc tiểu thuyết ngôn tình, bên đọc về vũ trụ, hai đứa hợp dễ sợ. Rồi chúng ta sẽ trò chuyện bây giờ mình, cái chủ đề của mình là sẽ là cái tình phí nha. Nhưng mà bây giờ mình nếu như yêu nhau thì theo như tụi em nghĩ nếu mình hẹn hò nhau đi chơi thì cái tiền bạc cà phê hẹn hò ăn uống đi chơi đi du lịch thì ai sẽ là người thanh toán? Đó đây. Người phụ nữ rất là rạch ròi vấn đề tiền bạc. Em sẽ kiểu như là không nói thẳng với bạn đó. Tại vì em biết là con trai nó sẽ có một cái phần nào thể hiện cái trong lòng của mấy bạn đó. Đúng dạ không? Đúng rồi. Kiểu như là em sẽ trả những cái món quà, những cái món cái phí mà lặt vặt á anh. Hoặc là em sẽ hẹn một kiểu như đi chơi ở cái cuộc khác thì em sẽ lá khao lại bạn dạ. Đó. Còn em á thì thường em thích tặng những món quà nhỏ nhỏ. Cho nên là thường về việc ăn uống hoặc là đi chơi thì thường em sẽ để cho bạn nam chủ động trả và em thường sẽ trả những món quà nhỏ hoặc là những cái như bạn nữ bên ghế đỏ thì là những cái cuộc hẹn nhỏ hơn một chút, đại loại vậy. Và thì em cũng có lý do khi mà em thích những bạn độc lập tài chính á, thì khi mà độc lập tài chính á thì khi em quen bạn đó em sẽ thoải mái hơn và khi mà bạn đó có lo lắng cho em hoặc là chăm sóc cho em thì em sẽ đây là tiền mà đó làm ra và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được. Rồi hai bạn trai em. Dạ nếu mà khi mà đi chơi một cuộc hẹn nào đó em sẽ là người trả tiền. Nói chung là đi chơi là em trả tiền. Dạ đúng rồi. Rồi còn em thì sao? Dạ, thì em nghĩ là cái cuộc hẹn đó mà mình hẹn với nhau thì em cũng chủ động trả tiền vì
em là người hẹn người ta, với lại em nghĩ là bạn nam thì cũng nên trả cho cái bữa mà hẹn hò của mình. Ừ. Còn nếu như mà trong những cái cuộc hẹn đi chơi xa ví dụ, thì nếu bạn nữ có một cái ý định mà muốn chia sẻ phần nào đó, kiểu là như một bữa ăn hoặc là cái gì đó, thì bạn nữ có thể góp vô, còn không thì em vẫn sẵn sàng cái tâm lý là em sẽ trả. Ừ. Hỏi ra để cho các bạn chia sẻ, để các bạn tự nhận xét về nhau, tự hiểu về nhau xem mình có thể phù hợp với ai. Rồi một chủ đề nữa nha. Bây giờ chị hỏi bạn gái ở ghế đỏ trước nè, em suy nghĩ như thế nào nếu như mà mình đang yêu một ai đó, bỗng một ngày mình đi làm, đi trên đường đến công ty gì đó, mình thấy một anh chàng khác, mình say nắng anh chàng đó, thì em sẽ xử lý ra sao? Khi mà yêu ai đó thì em sẽ có một vị trí cho cái người đó trong trái tim của mình. Ừ. Nếu mà em có lỡ thấy cái người nào đó mà kiểu như ngon hơn hay gì đó thì em cũng sẽ em sẽ tự nhủ lòng là đó chỉ là cảm nắng thôi, em tự biết được. Em kiểu như là em phân ra rõ ràng là cái đó là cảm nắng hay là cái người mà đồng hành với mình từ đó giờ mới là người bạn trai của mình, chứ không phải là cái người mình chỉ thoáng qua thôi. Em gái màu xanh, ghế xanh. Xác định mối quan hệ yêu đương luôn thì em thường em sẽ xem người bạn trai là người phù hợp nhất. Tại vì theo quan điểm của em là không phải tốt nhất nhưng phải là phù hợp nhất. Cho mình hỏi là thí dụ mà bạn có bạn trai làm quán bar đi, bạn nghĩ cảm giác như nào khi mà bạn trai mình tiếp xúc rất là nhiều nữ, và khi mà uống bia với khách thì lúc đó là bạn có cấm cản là tiếp xúc với nữ nhiều không? Nếu như là em là có bạn trai làm trong quán bar thì em sẽ tin tưởng bạn đó, nhưng mà ở một cái mức nào đó thôi. Ví dụ như là bạn đã quen em thì ít nhất bạn đó cũng sẽ để mối quan hệ của em trên Facebook là đang hẹn hò gì đó. Còn nếu như mà lỡ mà bạn đó kiểu như sa ngã, em muốn nghe lời giải thích của bạn đó, anh giải thích thì em cho anh 3 phút để anh giải thích. Anh có 3 phút để anh nói lên cái những cái gì có đó của mình. Có cơ hội trước toàn. Dạ. Em lúc nào cũng luôn cho người khác cái cơ hội là để giải thích cho mình, nhưng mà phải thuyết phục em được nha. Còn nếu như mà lý do mà công việc anh này kia hay là lấy cái lý do mà em không hợp lý thì thôi em sẽ không nói nữa. Ừ. Rồi. Em. Trong cái môi trường quán bar thì mấy bạn có chịu được cái việc mà bạn trai không thể mà cứ kiểu mà mình xin ốp liên tục mà mình đi chơi với nhau nhiều quá. Kiểu chỉ là lâu lâu một tháng có thể là một hai lần thôi chứ không được nhiều, mấy bạn có chấp nhận được cái việc đó không? Dạ được, tại vì em cũng là đi làm rồi nên em hiểu cái cảm giác mà đi làm thì xin nghỉ là một ngày rất là khó. Nên là việc mà bạn trai mình nó phải xin nghỉ rồi nó đi, bạn nó đi với mình á thì khó khăn cho bạn đó dữ lắm, nên em thông cảm được. Chỉ còn là một tháng, hai tháng gì hai đứa một chuyến đi xa thì em cũng chấp nhận được. Trả lời câu hỏi của bạn ghế xanh trước. Thì là quan điểm của em á là em thường là một người khá là tự tin về mình. Em nghĩ là khi mà hai người yêu nhau thì phải có sự tin tưởng với nhau. Và em nghĩ là khi một bạn nam thích em hoặc là quen em thì em cũng có một cái giá trị hoặc là có một cái ý nghĩa nhất định. Cho nên là em thường là sẽ tin tưởng. Và kiểu em cũng thích đi bar uống rượu á. Cho nên em sẽ ghé quán bar bạn trai em uống. Đại loại vậy, vui mà. Cho nên là em sẽ khá là tin tưởng. Còn câu hỏi của anh ghế đỏ thì bản thân em cũng là người khá là bận rộn. Cho nên một tuần hoặc là một tháng up một hai lần cũng ok, nhưng mà quan trọng là em cần được biết lịch trình của bạn trai em. Ok. Bây giờ anh hỏi hai em nè, tại vì công việc của em là biết rồi, là bị giới hạn. Nhưng mà cái địa điểm của em thì lúc nào bạn gái của em cũng đều biết hết. Thì em có ngại khi mà mình đang làm việc thì bạn gái tới chơi không? Dạ em thấy bình thường. Bình thường? Dạ em còn welcome nữa. Welcome luôn. Dạ. Tới nhớ bo cho em được rồi. Dạ không, chỉ cần giữ khoảng cách với các bạn nam khác là được rồi. Việc mà mấy bạn nữ tới cái quán của em làm ngồi thì em cũng thấy bình thường, không có việc gì hết. Kiểu người ta tới với em thì em còn vui nữa. Dạ thì em cũng không cần mấy bạn, mà kiểu mình tự biết giữ bản thân là được. Còn nếu mà mấy bạn mà trong cái tình trạng mà có thể mấy bạn bị say thì có thể em cũng sẽ, nếu mà thấy có ai có cái ý định tiến tới thì em sẽ ngăn lại. Bây giờ mình là ông thanh niên, mình chủ động đi, các chàng trai có thể là tiến tới và có thể là xin nắm tay một cô gái mà mình thích hoặc hai cô gái luôn để đo cái cảm xúc trong người của mình và muốn nói một điều gì đó với các cô ấy trước khi mà chúng ta mình chơi. Cho mình xin nắm tay một cái được không? Kỳ quá. Nhìn đâu rồi? Chữ nó không có giống. Đâu em đứng dậy luôn, em đứng dậy luôn. Rồi, nắm tay. Rồi không nói gì luôn. Em xin cho mình nắm tay. Trời ơi. Mấy đứa trẻ này nó. Rồi thôi về đi. Dạ, thôi về đi. Thế này qua. Tự gì thử ra không nội. À, cho phép mình nắm tay bạn xuống nha. Rồi. Tay bạn ấm quá. Rồi, có nói gì không? Thả tính gì, thả tính nha. Qua chương trình này là cho mình cơ hội để hai người tìm hiểu nhau. Dạ. Mình cũng mong gì. Cảm ơn.
Kính thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định của mình. Bên hông cái ghế của các bạn có hai cái nút bấm, mà một nút màu đỏ, một nút màu xanh, sẽ tương ứng với vị trí ngồi của đối phương. Mình thích cái bạn nào thì mình sẽ bấm vào cái nút vào màu ghế đó. Và bây giờ các bạn trẻ của tôi ơi, hãy đặt tay lên nút bấm đi nào. Hướng mặt về trước, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để làm gì? Nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Thích một bạn nam không cần quá đẹp trai, không cần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tử tế. Không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, chỉ là ít nói một xíu. Em thích mấy bạn bánh bèo xíu, không có cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. Có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được. Tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn giảm cân được. Dạ, đúng rồi. Bóp. Tất cả đã đưa ra quyết định của mình chưa ạ? Hết thời gian. Và các bạn có thể nhìn thấy vào ngày hôm nay. Em bấm lộn anh. Đúng rồi. Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi. Cái gì? Bây giờ em phải dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Bây giờ em đừng có nhìn ghế bên đây. Bây giờ vấn đề chị hỏi em là vậy, em chọn màu xanh hay màu đỏ? Anh áo. Không có áo, ghế xanh hay là ghế đỏ? Nó da bèo đúng không? Rồi, quyết định. Người ta chưa trả lời, ông đừng trả lời giùm người ta. Em muốn chọn anh ghế màu xanh hay ghế màu đỏ? Cái anh mà áo đen. Cái anh áo đen là cái anh đen ngồi ghế đỏ. Rồi bấm nút đỏ. Bấm nút đỏ. Trời đất ơi, cái gì có hai cái nút bấm mà cô không quản lý được hả cô? Tôi ở đâu ra đó đàng hoàng hả? Bậy bạ được. Tay không mà trắng tay lại về không. Hả? Tăng ta lăng tăng tăng tăng. Chúng ta có thể đi dạo một vòng mà ngắm xem. Em sẽ suy luận. Anh da beo. Dạ. Anh da beo. Dạ. Thì đã hướng tới cô gái ghế màu đỏ này. Và cô gái màu đỏ này đã hướng tới anh ghế đỏ này. Cái mặt quá đạt. Và anh ghế đỏ này hướng tới cái cô áo xanh này. Và nguyên nhân đầu đuôi đầu ngang muốn nhỏ là từ em hết. Tại không sao? Bấm gì cả. Tại sao em không chọn ai hết? Em nghĩ là em nghĩ là cần thời gian tìm hiểu thêm. Em hơi chậm một tí. Thật ra là hôm nay chị cho tụi em trò chuyện là hơi dài hơn những cặp người lớn khác rồi đó. Còn em thì sao? Sao rối vậy? Giờ xác định rõ nãy giờ bấm lộn hay bấm đúng? Từ từ để em suy nghĩ nè, nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề luôn. Là sao? Là em bấm cái ghế hay là em bấm cái người ngồi trên cái ghế á? Bây giờ giật này đúng không? Anh đó là thích anh đó thì bấm đúng rồi. Anh ngồi ghế đỏ thì em bấm nút màu đỏ là đúng rồi. Chứ em bấm từ lưa vậy, em muốn hai anh lượt luôn. Không. À, rồi bây giờ anh không chịu bấm em là em cảm thấy như thế nào? Em bình thường. Sao kỳ vậy? Mình thích người ta không thích mình mà mình bình thường. Nếu không thích được thì mình hãy làm bạn. Bây giờ em ổn chưa? Dạ ổn. Không sao. Rồi, mình còn trẻ mà. Rồi, thôi mời bốn em đứng lên, vui. Những bạn trẻ, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Kính thưa quý vị, mặc dù là hôm nay là bốn bạn nó tréo nghe, tréo ngoảy một chút xíu, không ai bấm được chọn ai. Và coi như ông mai bà mối là thất bại toàn tập. Nhưng mà thôi cũng vui, bởi vì thật ra cơ hội của các bạn sẽ còn rất nhiều. Hôm nay khi chương trình này phát lên, biết đâu có rất nhiều chàng trai, trai xinh gái đẹp sẽ gửi yêu cầu về chương trình, hoặc là sẽ tự động kết nối với các bạn. Bốn bạn ngang tuổi với nhau, nhiều cơ hội như nhau. Chúc cho các bạn sức khỏe, thành công trong cái sự nghiệp của mình nha. Để cho bạn nào cũng có tài khoản rủng rỉnh tiền ha. Và ngay bây giờ thì Cát Tường xin tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho các món ăn của mình thơm ngon hơn, tròn vị hơn và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và đây là sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn. Đây, tặng cho bạn. Đây. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và đối với các bạn, những cặp đôi thất bại, đừng lo. Chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Premium của ứng dụng mang tên Speakable.
Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện sẽ ra mắt vào dịp Valentine, giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Và cách đăng ký tham gia chương trình cũng rất là đơn giản. Đăng ký ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.